14. Sau khoảng tầm gần 10 năm mới xuống Quảng Ninh. Đây, anh em 14. Hiện tại thì bọn mình đang ở thị xã Quảng Yên. Thị xã Quảng Yên. Đây có cái biển thị xã Quảng Yên rất đẹp. Thị xã Quảng Yên. Hôm nay mình và cậu em Hải Cá Tre đi xuống Quảng Ninh để làm một cái chương trình rất thú vị cho anh em về một cái giống chó siêu to khổng lồ mà mình tưởng là đã gọi như là không còn tại Việt Nam, nhưng mà qua một cái kênh TikTok của bạn chủ thì mình biết là bạn ấy vẫn còn kinh doanh và hiện tại đang có một số các con chó khá là đẹp. Đấy, mang cái tiêu chí, mang cái kiểu hình của cái giống chó đấy thì bây giờ anh em mình sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Ở Quảng Yên. Bọn mình đã tìm ra rồi. Ôi, rất yên tĩnh luôn. Anh em nhìn này, cảnh như là Tết ở Hà Nội luôn, như Tết ở Hà Nội luôn. Đây, hôm nay mình đi cùng với Hải Cá Tre, một cậu em ở chỗ câu lạc bộ chó Mông Cộc và Phú Quốc Bắc Hà. Như đây. Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại Quảng Ninh. Và trên hình ảnh của chúng ta là những chú chó là siêu to khổng lồ và rất nhiều lông luôn. Trong cái quá trình mà mình làm video trên kênh Nhôm Tất TV thì có rất nhiều anh em là inbox là bảo mình là làm review và làm video về những cái giống chó này. Thì đến tận hôm nay mà mình mới tìm được là một cái người nuôi, một người kinh doanh, một chỗ mà còn nuôi, còn kinh doanh và có những chú chó mà đạt chất lượng như thế này. Đây, trên hình ảnh chúng ta là bạn chủ nuôi. Bạn chủ chúng nơi này thì đầu video thì có lẽ anh sẽ nhờ em giới thiệu một ít thông tin của em và giống chó mà em đang nuôi là giống chó gì nhỉ? Em là Kiều Văn Hoàng, chuyên kinh doanh giống chó ngao Tây Tạng này và nuôi nhân giống. Giống này đã hiện nay đã được 13 năm rồi. 13 năm lâu rồi. Thật sự khi mà anh làm kênh của anh là từ năm 19 ấy thì anh cũng đã tìm hiểu trên mạng rồi nhưng mà không tìm được cái thông tin của em. Thì cách đây là khoảng tầm một tuần thôi là anh có xem được những cái video của em trên TikTok. Thì mình và Hoàng mới liên hệ với nhau, bảo ôi mình sẽ rất là ngạc nhiên luôn là tại sao mà đến tận hôm nay là mình mới có thể tìm được cái thông tin của Hoàng. Và hôm nay là bất kể trời thời tiết là có hơi mưa gió gì đấy thì anh em cũng đã lên một cái cuộc hẹn và xuống đây, mình từ Hà Nội mình chạy xuống đây để mà làm video cho anh em được xem về giống chó ngao Tây Tạng này. Vâng, giống chó ngao Tây Tạng này là một giống chó có bộ gen cổ xưa rất lâu rồi, từ xuất xứ từ cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc. Thì nó sống ở cái độ cao từ 3.000 so với mực nước biển. Chúng có bộ gen cổ xưa nguyên thủy nên là chưa hề lai tạp với giống chó nào khác cả. Và người ta cho rằng là cái chó ngao Tây Tạng này là tổ tiên của các cái giống chó ngao to lớn trên thế giới hiện nay. Thì các tài liệu ghi chép sớm nhất về chó ngao Tây Tạng ấy, thì có nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới đó là Marco Polo. Ông đến Trung Quốc vào năm 1257 và lần đầu tiên gặp người Tây Tạng và các cái con chó của người Tây Tạng ở tỉnh Tứ Xuyên. Thì ông mới trong sách ông mới mô tả lại là con chó ngao Tây Tạng này to lớn và hung dữ và rất là dũng mãnh, ngoại hình như con lừa, sủa như tiếng gầm sư tử và chân của nó to làm rung chuyển cả núi. Thì trước đây Thành Cát Tư Hãn là đã nuôi một đội quân 30.000 con chó này để tham gia cái cuộc chiến Tây Chinh của ông và đã lập nên nhiều thành tựu to lớn. Thì đầu tiên cái dòng chó này được vua Gióc Dô 4 của Anh nhập khẩu và nuôi tại nước Anh vào năm 1820. Thì từ đó mọi người dân Anh biết đến nhưng mà số lượng nó cũng không nhiều. Ngay cả câu lạc bộ chó giống của Anh đã công nhận cái giống này là thuần chủng và tỷ lệ ủng hộ cho cái dòng chó này ngày càng tăng. Đấy, từ cái thể hình to lớn và cái đặc tính ưu việt như vậy nên là nhiều cái nhà nhân giống Trung Quốc, rồi người chơi chó đã mang xuống chân núi Thanh Hải hay là mang xuống các vùng đồng bằng của Trung Quốc để nhân giống và nuôi cái giống chó này thành giống chó cảnh. Một số các cái thông tin về báo chí thì anh được biết ấy, là cái con ngao Tây Tạng này là nó có đã những cái thời điểm mà nó rất là cực thịnh đúng không? Vâng. Thời điểm mà gọi như hot nhất của cái giống chó. Nhưng mà sau này thì có những bài báo là bây giờ là con ngao Tây Tạng nó tràn lan ở Trung Quốc. Rồi là gọi như là giá rẻ như cho. Thì Hoàng có thể chia sẻ cho anh em được biết về cái thông tin đấy nhỉ? Giống chó ngao Tây Tạng này thì vì những cái thể hình to lớn
và cái đặc tính là rất là đặc biệt như thế. Thì nhiều người thích nuôi và dân những nhà nhân giống của Trung Quốc hay những cái câu lạc bộ nuôi chó thì người ta đã nhân giống tại các cái vùng đồng bằng của Trung Quốc để như một để làm thú cưng, rồi là làm con chó bảo vệ. Và ngay cả quân đội Trung Quốc thì người ta cũng huấn luyện cái giống chó này làm để trấn áp và cứu hộ. Thì đỉnh điểm nhất vào năm 2008-09 thì là có một con chó đắt nhất và được định giá là được mua bán với cái giá là 35 tỷ Việt Nam đồng. Wow. Bởi vì nó có cái màu lông đỏ đặc biệt, ít con có được cái màu lông như thế. Thì bắt đầu từ lúc đấy trở đi thì Trung Quốc, Việt Nam hay các nước lân cận thì đều rất là thịnh hành cái giống chó này. Nó chứng tỏ như là một cái con vật nuôi của người giàu, thể hiện cái sự sang trọng và quyền quý đấy. Thì là ai rất nhiều người sở hữu, vì thế là cái giá trị nó bắt đầu là nó bão hòa và nó cũng đi xuống. Nhưng mà thời gian gần đây từ năm 2019 đến gần đây là Trung Quốc bị dịch Covid và phong tỏa như anh em đã biết đấy. Vì thế là không ai nuôi chó giống nữa, nuôi chó ngao Tây Tạng nữa, và càng ngày nó càng hiếm. Và hiện tại là lại trở lại là khan hiếm. Bây giờ em biết là rất nhiều người nhiều khách hàng của em liên hệ là muốn nuôi chó ngao Tây Tạng nhưng mà phải đợi, phải đặt, phải chờ, chứ không phải lúc nào cũng có. Tức sau một cái thời gian mà nó quá gọi như nó bùng nổ đi đúng không? Mọi người nuôi một cách rất là công nghiệp và cái giống chó này nó đẻ rất là sai, đẻ nhiều và cộng thêm một cái thể hình khổng lồ, nó tiêu tốn một cái lượng thức ăn rất là nhiều. Thì đấy, thì như anh em trên mạng được biết rồi là có những bài báo mà con ngao Tây Tạng này nó tràn lan và gọi như là giá gọi như nó hạ xuống hạ xuống không phanh luôn. Đấy thì như Hoàng chia sẻ thì qua khoảng tầm vài năm Covid thì rất nhiều những trại nhân giống ngay ở bên Trung Quốc cũng đã dừng cho sinh sản. Thì bây giờ lại là nhu cầu mọi người vẫn còn nhưng mà nguồn cung bây giờ là khá là cạn kiệt. Thì bây giờ giá chó lại tăng lên đúng không? Vâng. Anh có một cái câu hỏi mà gửi đến Hoàng là cái giống chó ngao Tây Tạng của em đang nuôi là được xếp vào là cái dòng gì của ngao Tây Tạng, và ngao Tây Tạng là có mấy dòng? Ngao Tây Tạng thì có hai dòng. Nói về lông thì nó có dòng hổ đầu và dòng sư tử đầu. Đấy. Dòng sư tử đầu tức là ở Việt Nam là rất thịnh hành cái dòng sư tử đầu. Thì dòng sư tử đầu là con chó nó có cái lông bờm như sư tử, tai dài, rồi lông đầu, lông bờm từ giữa trán đâm lên, dưới đây là có lông yếm. Đấy. Thì người ta gọi là dòng lông sư tử đầu. Nếu con nào mà có nhiều lông đầu có thì gọi là đại sư đầu. Đại sư đầu. Còn cái dòng hổ đầu ấy thì ít người chơi. Việt Nam cũng có người chơi, thỉnh thoảng có những anh em người ta thích, người ta tìm. Nhưng mà thịnh hành nhất là cái ở châu Âu là người ta thường hay chơi hổ đầu. Hổ đầu tức là con cũng là con chó ngao Tây Tạng nhưng mà cái lông đầu này nó chán, nó rộng, xong là nó ngắn, nó như con hổ. Nó không có lông xù như này. Đấy. Đấy, nó chỉ bắt đầu lông nó bắt đầu từ phần cổ, phần lưng này dài ra thôi. Chứ đầu là như con hổ. Chán lông nó ngắn. Lông nó sẽ cùn hơn, nó ngắn hơn. Lông cùn hơn, ở dưới đây cũng ít bờm hơn, ít yếm hơn. Đấy là hổ đầu. Tức là đấy, tóm lại là có sư tử đầu và hổ đầu. Sư tử đầu và hổ đầu. À, chú chó ở trên tay chúng ta đang là gọi như là sư tử đầu. Ok. Đấy. Hay còn gọi là đại sư đầu. Đại sư đầu. Đấy, chú chó to này thì đang ra đây mát của nó đang nằm ngủ. Thì anh em mình sẽ nói chuyện với cả những cái chú chó con là như thế này. Và màu lông này thì gọi là màu lông hung đỏ hay là gọi là màu lông gì? Hiện tại bây giờ đấy thì màu lông này của con chó này là đỏ nhất này. Nếu mà theo em làm kinh nghiệm chó ngao mười mấy năm nay rồi ấy, thì một con như thế này thì là cũng hiếm rồi. Phải đến 5-7 đàn chó may ra mới có một con như này. Màu lông có nhiều cách gọi. Có người thì bảo là lông vàng sẫm này, có người thì lâu đỏ này, có người bảo lông đỏ, lâu sẫm. Nhưng mà mọi người có thể nhìn tận mắt đây và tự nói theo cái cách của mình. Nhưng mà thường thì người ta gọi là vàng sẫm, vàng đỏ. Đấy. Gọi là vàng cháy cũng được. Vàng cháy. Vàng đỏ đấy. Cũng được, đúng rồi. Và cái giống ngao Tây Tạng này thì thường là có bao nhiêu màu lông, bao nhiêu màu sắc? Chó ngao Tây Tạng thuần chủng ấy thì nó có màu lông, những màu lông sau đây là màu lông vàng. Vàng thì có các cái sắc vàng đậm và nhạt, vàng nhạt. Thứ hai là màu lông đen thì có màu thiết, người ta gọi là màu thiết bao kim.
Thiết Bao Kim tức là con chó có lưng màu đen này, chân màu vàng và có bốn mắt giả, đấy, tức là hai mắt màu vàng, mõm vàng thì người ta gọi là màu Thiết Bao Kim. Thiết tức là sắt bọc vàng đấy, Thiết Bao Kim là sắt bọc vàng đấy, là cái tên gọi của người Trung Quốc. Còn màu lông nữa đó là màu lông đen tuyền, tức là con chó là đen hết, đen xì hết. Đấy, còn một màu lông là do không phải là thực sự là thuần chủng mà là do người ta cái nhu cầu người ta thích chơi con chó ngao tạng nhưng màu trắng. Nên là những cái nhà nhân giống người ta nhân giống cho con chó ngao tuyết. Thì con chó ngao tuyết đấy sau này được nhân giống ra thành con chó màu trắng. Nhưng mà trước đây trên cao nguyên Tây Tạng ấy, thì chỉ có màu vàng và màu đen thôi. À, hoàn toàn ngày xưa là không có màu trắng. Ngày xưa, xa xưa là không có màu trắng. Với chó con ấy, thì thứ nhất là mình phân ra, thứ nhất là ngoại hình và thứ hai là tính cách. Tính cách là thần kinh con chó đấy. Thì ngoại hình của con chó là đầu tiên vẫn là phải là cao và dài đấy. Thì em nhìn qua tay em nhiều chó con rồi em có thể nhìn ngay được con nào là cao to. Cái thứ hai là lông đầu nhiều. Lông đầu từ giữa trán đâm lên thẳng này. Lông yếm nhiều, tai dài, đầu thủ mõm to này. Chân cũng cực to luôn, ngay từ bé đó, chân nó to rồi. Thì là tương lai con chó nó mới phát triển tốt được. Cái nữa đó là màu lông. Màu lông hiện tại bây giờ là nhiều người ưa thích cái màu lông vàng đỏ và đều như thế này. Không vẹn, không pha tạp gì. Đấy là màu lông đỏ, còn nếu mà màu lông đen ấy thì là phải đen tuyền hết hoặc là đen Thiết Bao Kim. Tức là vàng Thiết Bao, đen Thiết Bao Kim tức là chân nó sẽ vàng, trên lưng nó sẽ màu đen, vàng ra vàng, đen ra đen, rồi có bốn mắt, rồi là mõm nó vàng. Nó rõ ràng, màu đen nó rõ ràng. Thì đấy là một con chó đẹp. Con chó con ấy, chọn đấy là một và cái chó trọng đẹp. Lượng của bọn chó con mà ví dụ như là khi mà mình xuất bán mà mình gọi về nhà mới ấy, thì thường nó khoảng tầm bao nhiêu tháng thì xuất bán và là khoảng tầm trọng lượng là bao nhiêu? Thì con chó con thì bên em làm là phải đảm bảo. Sau khi bán cho khách là em phải bảo hành, vì thế là em phải cẩn thận. Chó con là phải tiêm phòng vaccine, riêng giống chó ngao Tây Tạng là em phải tiêm vaccine 4 mũi. Đấy, và trọng lượng nó phải đạt chục cân trở lên. Khoảng 3 tháng trở lên thì mình mới có thể bán được. Thì sức lúc đấy được, nó mới đảm bảo sức khỏe. Đó. Và khi mà trọng lượng mà nó phát triển và tối đa giống như cái chú chó mà đang nằm ngủ ở đây thì bây giờ trọng lượng khoảng tầm bao nhiêu? Trọng lượng phát triển tối đa đối với những con to đẹp đầu đàn ấy thì nó rơi vào tầm khoảng 70 cân, có thể ngoài 70 cân. Đấy là chó đực, chó đực. Cái. Còn chó cái thì nó từ 50 cho đến 60 cân. Có nhiều con chó cái to thì cũng to như con đực, 70 cân. Cũng còn tùy cái chế độ nuôi chăm sóc của mọi người. Nhưng mà mình không nên nuôi con chó béo quá. Đúng rồi, béo quá thì nó sẽ dễ bị hạ bàn và rất là nhiều bệnh xương tật. Khớp, bị xương khớp, rồi bệnh tật giống y như người. Đúng rồi. Một cái nữa mà anh sẽ nhờ Hoàng là một cái người mà đã tiếp xúc 13 năm kinh nghiệm rồi thì chia sẻ là cái tính cách của cái giống chó này mà khi mà mình nuôi ở trong gia đình thì nó sẽ, tính cách của nó sẽ như thế nào? Tính cách đặc biệt của cái con chó ngao Tây Tạng này đấy, là cũng là cái tính mà em bao nhiêu năm nay em rất là thích ở cái giống chó đấy. Đó là nó lì lợm và nó trung thành. Khi nó không cần phải quen biết nhiều người, tức là nó chỉ biết những người trong gia đình thôi. Còn chỉ những người thân thiết thôi thì mới có thể gọi được nó và điều khiển được nó. Trước khi mà đi làm cái chương trình này, kể cả khi mà anh làm cái kênh Nhân Tất TV thì anh cũng đã đọc khá nhiều những tài liệu về chú ngao Tây Tạng. Tất nhiên là tài liệu đấy của Google thôi. Nhưng mà mình được biết là ra đây là một giống chó mà người Tây Tạng và người Trung Quốc người ta coi là một giống chó thần khuyển. Thần khuyển gọi như là bảo vệ cái dãy núi Himalaya. Xung quanh cái con chó ngao Tây Tạng này có rất nhiều cái câu chuyện truyền thuyết thì anh em cứ Google ra đấy. Và đặc điểm của nó là giống chó cổ xưa ở Tây Tạng là giống chó rất là dữ, có thể chiến đấu được với cả sư tử núi, với cả một đàn sói đấy. Và cộng thêm nữa là tính cách của nó rất trung thành, nó thờ một chủ, gọi là thờ một chủ. Nó chỉ gọi như là bảo vệ cái gia chủ của nó thôi đấy. Sau khi mà được gọi như nhân giống để mà làm thành những cái chú chó cảnh để mà phục vụ cho mục đích kinh doanh, mục đích gọi như là làm chó đẹp, thì cái tính cách của nó đã ôn hòa và hiền lành hơn rất là nhiều rồi, đúng không? Vâng. Với một cái giống chó mà siêu to khổng lồ và nhiều lông này thì chắc chắn là anh và khán giả sẽ đều thắc mắc về cái vấn đề là những cái lưu ý trong khi mà muốn nuôi, mà muốn sở hữu cái giống chó ngao Tây Tạng này.
thì anh sẽ nhờ Hoàng là chia sẻ những cái kinh nghiệm để mà mình có thể nuôi cái giống chó này mà một cách tốt nhất. Vâng. Thực ra nuôi cái giống chó này nó rất đơn giản. Như mình đây, mình tận dụng những cái thức ăn như kiểu nội tạng động vật, gan, phổi, trâu bò, lợn gà, rồi là gà công nghiệp xay, rồi những cái thịt lợn xay dành cho vật nuôi. Đấy, nấu với cháo là nó cũng có thể ăn rồi, nó không tốn kém gì cả. Tức là mình sẽ thử sử dụng những cái nguyên vật liệu mà có sẵn tại địa phương. Vâng. Đơn giản nhất là chúng ta, anh đi làm rất nhiều chương trình rồi thì anh em nếu mà nuôi trại thì vẫn là sử dụng các loại cơm hay là cháo nấu với cả cổ gà xay, thịt gà xay, đúng không? Vâng. Còn bọn này thì nó vẫn là to hơn thì mình sẽ phải mua được, mà mình tìm được cái nguồn nguyên liệu mà nó là ngon bổ rẻ. Vâng. Ví dụ như là nội tạng động vật như kiểu trâu bò, lợn gà, đúng không? Vâng, đấy, vâng. Mình có thể mua, mình rửa sạch, mình nấu cùng với cháo đấy, và cộng thêm nữa là luôn luôn phải bổ sung cái lượng rau củ quả. Ví dụ như là những cái chú chó mà màu lông hung đỏ như thế này, màu lông đậm như thế này thì chúng ta nên bổ sung một cái loại rau củ quả rất là tốt tại Việt Nam là cái bí đỏ. Ăn bí đỏ nó sẽ tăng cái sắc tố lên, kể cả ăn là đu đủ. Đấy, ăn đu đủ là tăng cái sắc tố lên, rất là tốt. Đấy, còn không phải là cứ nuôi những cái giống chó siêu to khổng lồ này là anh chị em cứ phải mất là hàng trăm nghìn một ngày để mà mua thịt bò tươi thái ra cho nó ăn đâu. Thịt bò tươi là rất là tốt cho những động vật ăn thịt, nhưng mà một tuần chỉ nên bổ sung một lần thôi. Một lần thì khoảng tầm là một vài lạng thịt bò, cộng thêm nữa như là trứng, đúng không? Trứng là rất là tốt cho chó. Đấy. Còn có không thì hoàn toàn là nuôi bằng nấu cháo. Đấy, nấu cháo. Giống như là trại chó của Hoàng, đây là trại chó kinh doanh, trại chó sinh sản. Có rất nhiều những cái chú chó như thế này. Nếu như mà cái số lượng mà chó mà nhiều nhất của em trong một thời điểm là khoảng tầm bao nhiêu con? Số lượng nhiều nhất của em trong một thời điểm lúc đó là có khoảng 7-8 đàn. Ừ. Đàn chó là đã sinh sản rồi thì mỗi đàn nó rơi tầm 7 con. Nó rơi tầm khoảng 50 con, cả chó to nữa. Chó cái sinh sản thì giống chó này thì sinh sản có sai, có đều hay không? Giống chó này thì lại là một cái giống chó sinh sản ít. Thứ nhất là một năm thì nó mới sa lơ động đực một lần, mới sinh sản đẻ một lần. Thì vào cuối năm, vào tháng 10 cho đến tháng 2 năm sau. Và mỗi lần sinh sản thì nó cũng chỉ sinh sản được từ 3 đến 5 đến 7 con thôi, chứ không sinh sản nhiều. Đấy, ông nào ai mà nuôi mà mắt tay thì có thể là 10 con. Nhưng 10 ít con lắm, ít khi lắm. Đúng rồi. Em thường hay gặp là 7 con và em đã có lần cho sinh sản được 7 con rồi. Tức là thi thoảng sẽ có những cái chú chó mà đẻ sai mà đúng cái thời kỳ rụng trứng là được khoảng tầm 10 con chó. Vâng. 10 con trở xuống thôi. Và anh muốn hỏi một cái nữa là cái bây giờ hiện tại cái giá trị giao dịch của giống chó này tại Việt Nam. Vâng. Mà đây là của chỗ em thì giao dịch giá tầm như thế nào? Giá bây giờ nó tùy vào tướng mạo của con chó. Vì được phân ra làm 3 loại. Thứ nhất là nếu mà những con đầu đàn to đẹp mà đúng tiêu chuẩn, màu lông đỏ hoặc là đen thì nó giá nó rơi vào từ 20 triệu cho đến 30 triệu một con, chó giống. Còn nếu những con gọi là giá sinh viên ấy, ví dụ chân tay nó nhỏ hơn hay đầu thủ mõm nó bé hơn hay là màu lông nó hơi loang lổ gì đó, gọi là còi hơn một tí, còi hơn, giá nó khoảng 15 triệu đổ xuống. 15-17 triệu đổ xuống. Đấy. Ok. Và chắc là giống chó này hình như là không có giấy ấy, đúng không? Có giấy tờ gì không? Giống chó này thì hiện tại ở Việt Nam thì không có giấy. Bởi hoàn toàn tức là nguồn gốc. Tại vì mình phải hiểu là như thế này, ngao Tây Tạng là xuất phát từ Trung Quốc, đúng không? Là hoàn toàn phải nhập từ Trung Quốc. Mà chắc chắn là đây là khi mà nhập thì có thể là anh em mình hiểu vấn đề là có thể đi qua đường tiểu ngạch. Và mình sẽ chỉ quản lý sinh sản làm sao cho nó tốt nhất thôi. Còn khi mà nhắc đến những cái giống chó mà độc lạ hiếm này thì gần như sẽ không có giấy, không có giấy tờ. Còn nếu như mà ngao Tây Tạng mà có giấy tờ của Trung Quốc thì nó đắt lắm. Nó đắt, một cái giá trị nó kinh khủng luôn. Đây là một bữa ăn của chú chó ngao Tây Tạng. Anh nhìn thấy là đang sử dụng kiểu như cơm nát đúng không? Cháo nát đúng không? Cháo nát. Cái hồng hồng thì là men tiêu hóa. Cho men tiêu hóa vào. Men tiêu hóa và thịt xay. Thịt xay. Thịt xay. Đấy, con này bây giờ đấy, nó đến giờ ăn rồi, nó ngửi thấy mùi thức ăn rồi. Ok, mình cứ cho nó ăn không đi. Ăn nhiều con này đâu, nó chỉ ăn tí thôi. Đấy, cứ cho con chó to ăn trước đi. Em ra em ăn, em ăn. Ăn đi, ăn đi. Rất từ từ nhá, rất từ từ nhá. Nó điềm đạm lắm, cái giống chó này mình thích ở chỗ là điềm đạm. Nó không bắng nhắng này. Đấy, rất từ từ. Chỉ ăn cơm trộn với cả thịt xay, trộn thêm là men tiêu hóa thôi. Đấy, rất từ tốn. Mình cho con chó con ăn đi.
À, cho con thì ăn thì sẽ nhanh hơn, nó sẽ vụt và nhanh hơn. Đây 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 đây. Ừ, đấy cứ cho đây, cho giữa. Đây bà, đây bà. Đấy. À, tính bọn này rất là điềm đạm nhá, thần kinh rất là tốt, rất điềm đạm á, rất điềm đạm. Anh em có thể xem cái video gần như là không thấy con chó nào sủa cả. Chỉ thấy tiếng động ngoài đường thôi, xe máy ngoài đường. Thì khi có việc thì nó mới sủa thôi. Ừ. Thực sự có việc. Khi mà ở trong nhà, khi mà nó biết bảo vệ lãnh thổ rồi. Đấy, bảo vệ nhà. Giống như những cục bông ấy. À, anh em hôm nay phải hết sức thông cảm nhé. Hôm nay mình xuống Quảng Ninh trong một cái ngày trời rất là mưa. Anh em nhìn thấy không? Đấy, để đủ cái ánh sáng thì bọn mình mang những chú chó ra ngoài đường, chỗ trước cửa hàng tranh nhau ăn thế ở bạn Hoa để mà quay. Còn cái khu nuôi chó là khu ở trong nhà thì nó đang rất là tối, bọn mình cũng không muốn quay ở chỗ tối để cho anh em dễ xem hơn. Đấy, chỗ này chỗ ngoài cửa hàng. Đấy, những chú chó con đã ăn xong rồi. Xác định là nuôi những cái giống chó mà siêu to khổng lồ này thì anh em phải có một khu vực nuôi đủ rộng rãi, riêng biệt cho nó, đúng không? Và cái thời gian mà thả cho nó để vận động hàng ngày. Vì giống chó này nếu như mà không được vận động thì rất là dễ hỏng chân. Vâng. Hạ bàn hỏng chân. Nếu mà cho ăn quá nhiều đạm, quá nhiều tinh bột thì dễ là hỏng chân. Vâng. Xác định mà nuôi những cái giống chó này, và nhất là những cái giống chó mà có một cái hệ thống lông dày dài như thế này thì anh em phải nuôi riêng biệt ra, nếu mà để ở trong nhà thì sẽ bị ảnh hưởng đến mùi. Vâng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tỷ lệ rụng lông chắc chắn là một năm cũng kinh khủng đấy, không có đùa đâu. Vâng. Những giống chó này vẫn được gọi là một giống chó dữ thì phải xã hội hóa, dẫn đi chơi để cho nó quen với cả con người, để nó quen với cả hàng xóm láng giềng, quen với gia đình. Rồi, ok, hôm nay cái video bọn mình làm cũng có khi là kết thúc tại đây thôi, vì là một sao là nhường đó. Cái hôm nay cái điều kiện thời tiết nó không cho phép. Cái điều kiện thời tiết không cho phép, nó mưa gió quá, nó mưa gió quá. Hoàng ơi, hôm nay thì có lẽ là anh em mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Vâng. Cái video mà anh xin phép anh cũng làm ngắn thôi nhưng mà đủ để cho mọi người được biết là giống chó này là có tại Việt Nam và có Hoàng là đang là người kinh doanh và nhân giống. Đấy, nếu như mà ai yêu thích thì cứ liên hệ tìm là trại chó Phượng Hoàng tại Quảng Ninh. Đấy, thì sẽ ra thông tin của bạn Hoàng. Đấy, còn là hôm nay là rất là cảm ơn Hoàng đã chia sẻ các cái câu chuyện về giống chó thần khuyển của Tây Tạng để cho mọi người được biết. Vâng, thì cảm ơn anh và tất cả mọi người. Bên em là lúc nào cũng luôn luôn tư vấn và luôn luôn làm về cái giống chó này, dù 5-10 năm hay là 50 năm nữa vẫn cứ làm liên tục. Thì em sẽ, tất cả mọi người quan tâm đều có thể hỏi em, kể cả mua bán hay là không mua bán không quan trọng. Em sẽ tư vấn 24/7 về, và thật là chân tình về cái giống chó này và cái cách nuôi, hướng dẫn chăm sóc, sinh sản rồi bệnh dịch. Ừ. Đấy. Xin cảm ơn. Rồi anh em bắt tay nhau. Vâng, em chào anh. Rất cảm ơn. A few moments later. Sau khi chia tay chỗ nhà bạn Hoàng thì chúng tôi đi mua thêm một ít đặc sản Quảng Yên. Đặc sản Quảng Yên là có hào đại dương và con hà. Đây, mua một cân hà về nấu canh rất là ngon. Ở đây là móc hết thịt rồi. Hào đại dương rất là ngon. Hào này 120 một cân. Mổ hết ra thịt rồi đây này. Tức là đây là mua dây tặng cua đúng không? À. Cái dây này là dây đầm người ta trói cho chứ mình không trói được. 600 thì là đắt hơn Hà Nội, Hà Nội chỉ 500 thôi. Hà Nội chỉ có miền, có bóng thôi. Đây, nó nổi đi, đây. Ừ. Đây nè, căng hết đi, đây. Ừ. Không vạch nổi nữa rồi đấy. Cả gai cả thịt hả? Rồi, cảm ơn các chị nhá. Và em về đây. Đấy, anh em nào nếu qua Quảng Yên mà đi chơi thì nhớ mua hào, mua hà nhá. Rất là ngon, rất là rẻ.